Tôi yêu cầu anh xuất trình cái giấy, anh làm gì cũng anh không xuất trình được. Tôi không vi phạm lỗi lưu thông, tôi không làm một cái gì sai cả. Anh Nguyễn Xuân Nguyên cùng với anh Thái Việt Nghĩa, cán bộ cộng với anh Phạm Hùng, cộng với anh làm đấy, tôi đọc luôn. Cộng với anh Lê Thế Thôi, đi vào. Cản trở tôi khi tôi đang đi công việc. Anh xâm hại quyền của người dân không? Anh tưởng là cái anh thích làm gì thì làm à? Đi làm nhiệm vụ mà làm cái kiểu này đấy à? Anh nhìn lại cho anh đi. Đi nói sống chưa? Không nói chuyện với anh. Bây giờ anh quên giải thích cho tôi đây. Tại sao dừng xe tôi lại? Tại sao dừng xe tôi lại? Chúng tôi đang tuần tra kiểm soát giao thông. Tuần tra thì tôi ở đây bao nhiêu xe không tuần tra? Anh tuần tra tôi. Mà tôi không vi phạm lỗi. Tôi không vi phạm lỗi. Rồi anh đưa giấy ra đây. Anh đưa giấy ra đây. Anh mà không xin lỗi tôi á, là cứ xong với tôi mà. Tôi nói với anh này, tôi không có nghĩa vụ làm việc với anh nghe chưa? Tôi không có nghĩa vụ, anh không có phận sự để làm việc với tôi. Theo luật của Bộ Công an, người nào dừng xe của tôi lại thì người đấy mới được quyền làm việc với tôi. Tôi đang tuần tra kiểm soát trên đường đây. Tôi nói cho anh á, anh đi tuần tra, anh phải biết luật rồi. Anh phải đeo dây đai vào đúng không? Anh phải đeo nịt vào, anh phải có mũ, biển tên, bằng tên, biển hiệu đầy đủ. Nhưng anh phải đưa giấy ra đây. Anh phải có giấy, anh chứng minh anh là công an. Anh là cảnh sát giao thông, anh đang đi làm nhiệm vụ thì anh mới được quyền làm việc với tôi. Chứ không phải là anh cứ dừng xe tôi lại là anh bảo là tôi phải đưa giấy tờ là tôi đưa. Làm gì có cái luật nào quy định như vậy. Nếu có luật nào quy định vậy tôi yêu cầu anh đưa luật ở đây cho tôi. Tôi chấp hành ngay, còn không thì anh phải xin lỗi tôi về cái việc đã cản trở cái việc đi lại của tôi một cách bất hợp pháp. Chứ anh đừng có cái kiểu là anh muốn làm cái gì thì làm. Bây giờ xe của chị có giấy tờ không? Tôi không nói với anh xe tôi có giấy tờ không? Tôi đã bước chân ra đường là tôi có giấy tờ đầy đủ. Nhưng anh phải làm việc đầy đủ. Tôi không có nghĩa vụ phải trình với anh khi mà anh chưa trình giấy tờ cho tôi. Mà phải chứng minh được có phạm lỗi gì chứ? Chứng minh anh là một cảnh sát giao thông. Anh được quyền đi làm nhiệm vụ. Anh có thẻ, anh có áo quần, anh có gậy, anh có giày, anh có mũ. Và anh còn phải có giấy nữa. Giấy gì? Giấy? Anh không học luật của anh à? Anh không học luật của anh à? Giấy đi làm nhiệm vụ của anh rõ chưa? Anh không phải để tôi giải thích. Gì có liên quan không? Đừng đấy thoải mái, đừng đấy thoải mái, không có nghĩa vụ gì cả. Đâu có ai cấm cản cái bản xem đâu. Đây, chúng tôi trương sĩ nghe. Chúng tôi làm việc. Chúng tôi đây Phạm Hùng là có kế hoạch. Tôi không làm việc với anh không phải giải thích. Đây là có cái mà chúng tôi nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra kiểm soát giao thông trên đường. Đấy. Đọc lên xem. Anh không phải quay gì cả, chúng tôi chỉ có video clip lên cho anh. Chị xuất trình giấy tờ chúng tôi kiểm tra, không có lỗi gì. Trước khi tôi xuất trình giấy tờ cho anh. Thẻ anh phải xuất trình, thẻ chưa đủ mà. Thẻ chưa đủ. Kế hoạch của chúng tôi có. Kế hoạch đưa kế hoạch đây. Chị không phải kiểm tra. Tôi nói cho anh, tại sao không? Khoản 2 điều 8 của Hiến pháp quy định. Người dân có quyền kiểm, có quyền biết việc cán bộ đang làm gì, có quyền bàn bạc, có quyền kiểm tra bằng âm thanh, hình ảnh, giấy tờ. Anh nói tôi không được quyền à? Anh đang phải chịu sự giám sát của người dân. Tôi anh không phải giải thích vì tôi bắt anh này phải xin lỗi tôi đàng hoàng. Nếu không tôi không đi. Tôi nói cho anh biết. Anh không đủ quyền để làm việc. Bây giờ anh có là tổ trưởng hay là anh có là gì tôi không quan tâm. Nhưng anh Phan Văn Nguyên này đã dừng xe tôi lại thì tôi sẽ chỉ làm việc với anh này. Còn anh không có phận sự nhá. Nói trước. Nhưng tôi nói với chị này. Tôi không nghe anh giải thích. Tôi đang làm tôi theo kế hoạch. Tôi không nghe anh giải thích. Tuần tra kiểm soát cả phương tiện lưu thông trên đường. Đấy là việc của anh. Còn cái việc bất đấy là việc của anh. Tôi không giải thích, tôi không làm việc với anh mà tôi đã nói tôi không làm việc với anh. Đấy. Chị không xuất trình giấy tờ. Anh được quyền gì? Anh được chị quyền không gì? Xuất trình giấy tờ, chúng tôi kiểm tra xe. Anh kiểm tra giấy tờ đây, anh đưa giấy tờ ra đây trước tôi. Chỗ kiểm tra giấy tờ của chị, đưa giấy tờ cho mình đây. Anh Phan Văn Nguyên xuất trình giấy tờ ra đây cho tôi. Chị cứ xuất trình giấy tờ ra cho tôi. Anh lui ra đã, anh có được quyền xuất trình giấy tờ. Anh lui ra. Theo quy định này, chúng tôi tuần tra kiểm soát trên đường có kế hoạch của. Tôi không làm việc với anh. Tôi không làm việc với anh. Kế hoạch chúng tôi tuần tra kiểm soát cả phương tiện lưu thông trên đường. Còn cái việc bất quy định thấy phạt tiền lỗi á là trên đường quốc lộ. Còn đấy là đường tỉnh lộ. Tôi nói cho anh này. Cấp của công an huyện. Chúng tôi được quyền kiểm tra kiểm soát tất cả các phương tiện lưu thông. Chỉ nói tôi không được nói. Anh lui ra. Tôi không lui đây. Anh muốn nói anh phải lui ra. Tôi đang nói anh đây. Anh đứng đây để anh xàm sỡ tôi. Tôi nói cái gì đây? Anh thấy xàm sỡ tôi này à? Cho tôi đưa chưa đúng cái gì nữa. Hay là anh định đấm đánh tôi luôn. Tôi là yêu cầu anh lui ra để nói chuyện với tôi. Tôi là người phụ nữ, anh là nam giới, anh phải lui ra. Thôi tôi đang đứng đây. Anh đừng như thế là anh tôi không thấy không được, tôi không chấp nhận. Được chưa? Đừng lui ra đó. Đi nói đi. Anh đừng lui ra đó. Tôi nói đừng đây đây. Anh đừng lui ra đây. Đây là việc của tôi. Anh
anh đừng lui con gì không nói đó là việc của chị. Đúng, cái việc làm nhiệm vụ của chúng tôi. Tôi nói cho các anh biết đây. Không nói thì cánh sai rồi, cánh sai đây phải xin lỗi tôi. Đây là con tôi mới không vi phạm gì cả, tại sao anh chỉ được biết xe của tôi khi thứ nhất phát hiện ra sai phạm vi phạm á? Con đây là đường quốc lộ. Tôi không, em con đây là đường tỉnh lộ nha. Con đây là đường tỉnh lộ, là đường phân cấp của công an huyện thì đâu? Con tôi được quyền tuần tra kiểm soát. Chúng tôi được quyền tuần tra kiểm soát. Quyền gì? Quyền này là không phải là quyền, mà cái này là phân cấp của lãnh đạo. Phân cấp đâu? Đưa lệnh đây, đưa lệnh đây. Lệnh đâu? Anh đưa lệnh đây. Rồi, đưa lệnh đây. Rồi. Lệnh tuần tra kiểm soát rút căn cáo xử lý. Tôi phải kiểm tra. Anh đọc cũng không nghe. Nhờ anh đọc láo. Đưa đây tôi kiểm tra. Đây. Tôi phải kiểm tra. Tôi cần cái lệnh này tôi kiểm tra. Chụp lại cái lệnh này cho chị. Chụp lại cái lệnh này. Tôi có quyền kiểm tra cái lệnh này. Tôi có quyền kiểm tra cái lệnh này. Dân có quyền phạt 2 điều 8. Này, chị mà phải hỏi cái lệnh của tôi này. Tôi không phải hỏi cái lệnh này. Cấp lệnh của công an nha. Không được. Đi mất cả quyền lệnh của tôi này nha. Tôi kiểm tra xong, tôi phải ra ngoài. Tôi kiểm tra xong, anh đừng lui ra. Anh đừng lui ra. Dân có quyền phạt 2 điều 8. Bằng âm thanh hình ảnh giấy tờ. Phạt 2 điều 8 quy định như thế. Tôi mời chị đọc đây. Tôi đọc xong, tôi kiểm tra bằng sổ sách, bằng hình ảnh, bằng giấy tờ, được chưa? Tôi kiểm tra đi. Anh đừng lui ra để tôi đọc. Có quyền gì mà tôi đang kết hết với anh là tại sao không? Cái này tôi nhập mật của chúng tôi. Tại vì này tại liên. Mật gì mà tôi nhập mật gì? Cái này chả có gì là mật cả. Chị đọc đi. Không có gì là mật hết. Mật nhà đến đây. Mật cái máy quay lên đây chị đọc. Chị đọc chưa? Chị đọc đi. Mật cái máy quay đi. Lên đây cho chị đọc. Anh cảm ơn. Không. Ai dám cản chị? Anh lên kiếm được quay. Anh lên kiếm được quay. Đây là đường nha. Đây thì anh đọc đi. Mật luôn quay cho mình quay nhá. Tại sao mà lại... Quay luôn cảnh công an. Có quyền giảm sát công việc của công an nhá. Đọc đi. Ờ đọc đi. Chị đọc đi. Chị đọc đi. Chứng kiến cái cảnh công an đang ép dân như thế này. Đây, bây giờ tôi đọc. Ai nói cho dân quay? Ai nói không? Ai nói cho dân quay? Ai cầm dân quay? Ai cầm dân quay? Ai cầm dân quay? Ai cầm dân quay? Anh kia bảo là không cho dân quay. Đọc đi, đọc đi. Ai cầm dân quay? Tôi nói anh. Chuẩn nhá. Tôi nói anh. Các anh đừng im lại, còn mà các anh mà xâm hại đến tôi á thì các anh phải biết là các anh liệu hồn. Bây giờ tôi đọc này. Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Rõ ràng là cái này không được chỉ cho tuyên truyền, đọc chỉ được tuyên truyền. Chị là người chỉ đọc thôi. Đây là trong mà chúng tôi dừng lại. Không được đọc, cái cho chỉ đọc. Anh căn cứ vào quy định nào? Cái này là quyền của chúng tôi, không chỉ đọc. Chả có cái quyền này. Chỉ có người vi phạm mới được đọc. Ai cho chỉ đọc đấy? Bây giờ chị chấp hành. Tôi không chấp hành. Con chúng tôi làm sai cái gì? Vi phạm con chỉ biết làm gì đâu? Nhưng mà lý do gì mà kiểm tra? Chúng tôi là tuần tra kiểm soát trên đường. Em nói anh phải có chuyên đề, còn bình thường xe đang đi thì không thể được kiểm tra. Chúng tôi là có lệnh kiểm tra. Chuyên đề đâu? Lệnh đâu? Chúng tôi có lệnh kiểm tra. Lệnh đây có. Chúng tôi vừa lệnh kiểm tra đây. Lệnh đâu? Chuyên đề. Tôi chưa đọc. Chưa có không được kiểm tra. Dân không được đọc thì công an phải đọc cho dân nhá. Anh này không thì công an đọc cho dân nghe. Công an phải đọc lệnh cho dân nghe nhá. Nếu anh đọc cho dân nghe. Công an phải đọc lệnh nhá. Nhưng cái trường hợp đó. Công an bằng chứng chứng. Làm chứng chứng. Mình nói là mình đang đi trên đường như thế này. Đang Nếu mà dân không được đọc thì công an phải đọc. Đúng rồi, nếu bán như ta nó bỏ trên đây. Dân không được đọc thì công an phải đọc thì dân biết. Đầu tiên anh dừng xe tôi lại anh phải chào tôi, anh phải chào tôi rồi được chưa, sau đó anh phải nói này anh xuất anh một bắt người của anh phải đọc lệnh bắt đừng có thôi, con hiểu nhưng mà làm chuyên đề thì phải tinh nhảy đó. Cái thể này của anh vừa làm được 10 cái thể như thế. Một chữ đá nhảy thôi chị Hạnh. Chứ phải đọc đó. Làm được 10 cái thể mà bây giờ anh muốn kiểm tra. Đúng không? Anh đọc được bà con này. Đá con nói anh đá được 4 năm đi. Không có đừng đứng ngoài. Đừng ngoài là vì anh thắng. Ai đây? Nó đây là ai chứng kiến đấy. Anh làm việc với tôi, tôi yêu cầu anh xuất trình giấy
giấy tờ anh không xuất trình được. Rõ chưa? Anh rõ chưa? Vậy thì bây giờ anh đã phạm lỗi rồi, anh phạm lỗi thì tại sao mà anh còn có thể mà bắt tôi được? Trong khi xe tôi đang đi với tốc độ là 15 km/h, đèn tôi đủ, tất cả mọi thứ tôi đủ, anh không có quyền gì để yêu cầu dừng xe phương tiện tôi lại. Anh làm như thế là anh cản trở người dân đang đi. Từ khi tổ kiểm tra hành chính thì phải có chuyên đề. Đúng rồi. Đấy. Có chuyên đề. Không phải là anh muốn làm gì thì làm, bây giờ tôi yêu cầu anh có tư cách là dừng phương tiện tôi lại. Tôi yêu cầu anh phải xuất trình cái giấy đi làm nhiệm vụ của anh đây. Lúc này bây giờ tôi hỏi là anh này, anh Phan Văn Nguyên. Và đây, tất cả ở đây tôi không làm việc với mấy người này, tôi chỉ làm việc với anh Phan Văn Nguyên mà thôi. Lúc này tổ trưởng của tôi đã đưa... Tổ trưởng của anh tôi không quan tâm. Nhưng mà đã không quan tâm. Không có chân nào. Tại sao anh không có chân nào? Phải cho chân nào? Vấn đề của các anh không có chân nào, thì anh phải đọc to rõ ràng để tôi dám biết. Biết rõ ràng gì? Các anh là làm càn. Anh định ép phụ nữ, các anh thấy tôi là phụ nữ, các anh định dùng 5 người của anh để ép tôi đúng không? Rồi các anh một anh ngồi chuyển rồi, lần này làm việc mà từng sát cả người lại, tôi yêu cầu mình lui ra bằng công nhận. Anh bắt người chè, bắt người thì phải leo lên được người đó là phạm cái tội gì? Và không leo lên được giờ tôi lại anh chỉ phép tôi phạm lỗi. Anh không leo lên được tội mang giấy tờ không? Cái việc đấy tôi không trả lời anh nhá. Nếu mà tôi không mang theo thì vi phạm đấy. Đủ giấy tờ nhưng mà tôi không có nghĩa. Trước tiên anh phải chứng minh được lỗi đã chứ. Lỗi như này, coi lỗi là cái này, xe đi lỗi đi. Cái vấn đề quan trọng là anh là xe đi 2 km/h, cân đối là 40-60. Không quy định rõ ràng. Tôi không thiếu cái gì cả. Bây giờ anh chứng minh cho tôi phạm lỗi gì? Tại thời điểm tôi hỏi anh làm kế hoạch thì phải có chuyên đề. Anh làm càn, anh phải xuất trình giấy tờ đây, xong rồi anh phải đưa cái kế hoạch của anh ở đây. Tôi kiểm tra hết đầy đủ rồi tôi mới tiếp tục hợp tác với anh. Nếu tôi là một người dân, tôi có quyền giám sát tất cả các công việc của anh theo khoản 2 điều 8 của Hiến pháp nước Việt Nam quy định. Tất cả mọi công dân có quyền kiểm tra. Bàn bạc kiểm tra có quyền biết được là cán bộ đang làm gì, đấy là cái quyền được ghi trong Hiến pháp của tôi. Nếu anh không chấp nhận cái quyền đấy là anh phải dập lên luật. Không phải, tôi bắt thì xin lỗi tôi, bắt tôi xin lỗi tôi, bởi vì những việc anh xe vô cớ của tôi, bắt phải xin lỗi tôi. Anh cũng được dừng xe khi người ta đang tham gia giao thông mà không có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mà đưa mà tỏ lệnh mà đưa cho dân đọc là còn cướp trên mặt dân nữa. Đấy, anh không quay được cái cảnh công an cướp lệnh đấy không? Đó, rồi. Tung lên. Anh phải đưa ra. Đây này là cái tội cướp lệnh của dân, không do dân nào không phô biệt dân mà còn cướp lại của dân. Đấy là công an cướp lệnh của dân. Tôi sẽ đưa toàn bộ video clip này tung lên mạng cho bộ công an xem. Không, phải nói rõ ràng. Không, tôi đang bị bức xúc, tôi đang bị xâm hại với quyền. Cái gì nó không bình thường, cái gì làm đủ. Không chứng minh những cái lời trực tiếp thì chứng tỏ mà không có cái giấy chứng minh chứng tỏ là các chủ này vi phạm pháp luật. Anh vi phạm pháp luật. Làm đơn giản mà. Chị vấn đề đấy là đã làm bị làm đúng rồi. Bây giờ dân tôi rồi, đúng rồi. Chị này vi phạm hay chưa? Để như thế nào? Tôi phạm lỗi gì? Để chúng tôi công nhận đều đúng, chúng tôi ủng hộ. Để giờ chưa có lệnh cái này thì chứng tỏ là vi phạm pháp luật rồi. Còn lại là để chờ cái lệnh này được. Kế hoạch. Không phải chúng tôi không làm việc với anh này. Chưa được, chưa tôi được, chưa tôi xem. Tôi chưa xem. Tôi chưa xem được. Có cái này có anh gì cướp ấy, anh gì cướp chụp rồi. Tôi chưa xem được. Tôi chưa xem được. Tôi yêu cầu tất cả các người quay ở đây làm việc. Tôi yêu cầu tất cả các người quay ở đây làm việc. Đương nhiên là không có lỗi gì thì tôi. Anh Phan Văn Nguyên. Đi thôi. Không thể thấy được. Không thể thấy được. Khi mà chị mà chấp hành. Khi mà chị đánh rồi cái bằng lái. Anh không phải là chuyên đề. Anh không phải là chuyên đề. Anh không thể thấy được. Anh đang làm trái mà anh lì đôi rồi. Anh phải xin lỗi dân và anh phải cảm ơn sự hợp tác của chúng tôi. Người là vi phạm sẽ là người đó được gặp người đây. Tất cả mọi người ở đây bởi vì họ vi phạm nó đập đó. Chúng tôi có quyền giảm sát. Người dân có quyền giảm sát. Anh nên ở là người giảm sát. Anh nên ở là bất kỳ trường phải gì. Tôi mù đá cho mát.
được không? Không, không. Từ nay bởi vì tại anh này chị ơi, chị uống nước chị em mua ông thanh chồng gì ạ? Dám dùng vốn này chung. Không, nhưng mà người dám dùng vốn bỏ quyền giảm hát. Các anh đang làm nhiệm vụ. Chúng tôi có quyền giảm hát, các anh làm như này đây, chúng tôi có quyền giảm hát hết. Mọi người dân có quyền biết chưa? Có quyền có quyền biết. Mấy ông này lồng anh ghê này. Có quyền giám sát cán bộ đang làm nhiệm vụ. Vậy thì bây giờ chúng tôi đang giám sát các anh, yêu cầu anh hợp tác cao độ, trình cái lệnh kiểm tra đây. Trình cái lệnh kiểm tra đây xong thì tôi phải yêu cầu anh này trình cái giấy làm chiến sĩ đây. Và tôi nói trước là tại thời điểm mà tôi kiểm tra giấy tờ của anh này và là vào lúc 9:20 anh này đã không xuất trình giấy đi làm nhiệm vụ của anh ta. Điều đấy cho thấy là anh đang vi phạm pháp luật. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh cản trở cái việc tôi có quyền kiểm tra, bởi vì luật của các anh quy định, luật của các anh quy định. Luật của các anh, anh nhớ rõ chưa? Anh là công an, anh đi làm. Anh là cán bộ. Quy định như thế này này, khi xe đang lưu hành mà muộn, tức là nếu không thấy được cái lỗi trực tiếp, mở cái luật ra cái, mở cái luật ra. Trừ trường hợp phải có là đi làm nhiệm vụ cái này. Chính bình thường. Chúng ta là phải có giấy luật này. Ít nhất là liền với luật này. Nhưng mà giấy vấn đề là phải có lệnh luật thôi. Kiểm tra chuyển đây đi. Chuyển đây đó. Lệnh của tổng thống. Sao lại chị này đọc to lên cho. Đó là đó là lệnh mật của chúng tôi. Không có cái mật đâu. Nhưng mà như này, đây là không phải chúng tôi không bỏ quyền cả đái. Nói rồi, nhưng chúng tôi bỏ quyền cả đái. Đi rồi, không quyền làm hai cả. Đây là tuyên kiêm luật. Chúng tôi bỏ quyền cả đái. Chúng tôi bỏ quyền cả đái. Thái là một ông làm thôi nữa. Đó là một ông làm thôi nữa. Anh định làm gì tôi thì anh trả lời tôi đi. Tôi không xuất trình giấy tờ, bởi vì thứ nhất tôi không phạm lỗi. Anh đang vi phạm lỗi là anh đi làm việc, anh không xuất trình được cái giấy đi làm nhiệm vụ của anh. Bây giờ tôi không xuất trình đấy, tôi không hợp tác với anh đấy. Anh định làm gì tôi? Tôi nói rồi, tôi đã xuất trình và bây giờ chị anh xuất trình ở đâu? Anh xuất trình ở đâu? Thấy tôi đâu? Đưa tôi kiểm tra lại lần nữa, thấy tôi đâu? Chị cầm chưa cầm đâu? Công an cấp lại. Khoan, cái giấy đấy là giấy sau, cái giấy đấy là giấy ban đầu sau. Về nguyên tắc khi cảnh sát giao thông dừng xe. Là phải chứng minh được rồi chứ nào? Rồi thế à? Từ đã ngoài cái việc chứng minh rồi thì bước đầu tiên là màn chào hỏi, được chưa? Anh này tôi thấy tại thời điểm anh ta dừng xe tôi lại, như thế anh ta chào tôi, được rồi. Xong đó anh ta dừng xe tôi lại, tôi hỏi bây giờ anh tôi có lỗi gì? Anh ta không chứng minh được rồi, anh ta bắt tôi phải là xuất trình giấy tờ. Tôi hỏi được rồi, trước khi anh muốn kiểm tra giấy tờ của tôi yêu cầu anh xuất trình cái giấy đi làm nhiệm vụ của anh trong ngày hôm nay. Anh ta tại thời điểm có lúc 9:20 phút ngày 1/7/2016. Anh Phan Văn Nguyên, chiến sĩ công an huyện Vĩnh Châu, mã số 229134 đã không phương tiện giấy tờ để kiểm tra xe của tôi. Thì rõ ràng là anh ta đang vi phạm luật. Cùng với anh Phan Văn Nguyên thì có anh Thái Việt Nghĩa, cán bộ mã số 471810 là tôi và anh ta ép tôi và bắt tôi phải làm việc, nhưng mà tôi đã bảo là tôi không làm việc với anh này. Kiểm tra hành trình nhưng mà chuyển chứng rồi, quan là không phải chuyển. Bây giờ anh làm đi. Anh mà không xin lỗi tôi nói chuyện là tôi không bỏ qua này không? Không cần vấn đề, nhưng mà về sách kiểu ra đây dừng cho. Thấy khó lắm. Thôi vô công viên nó mượn hết. Cái cái dừng này ta xem mấy ông này làm thế nào. Ôi Thái thì xin lỗi đi. Mặt nó có cái gì đâu. Thái thì xin lỗi chứ. Được rồi, đúng rồi. Cảm ơn sự hợp tác cao độ của tôi. Thái thì xin lỗi đi. Ai nửa chứ làm việc mà Thái thì xin lỗi chứ. Lít chưa sang thì xin lỗi chứ. Trời ơi. Xin lỗi, cảm ơn máy và chị. Rồi, máy luật. Máy luật chó. Đây. Mà người này có người khác nữa chứ. Đáng nữa. Bà con nên lưu ý này,
khi cảnh sát giao thông mà dừng phương tiện mình lại phải kiểm tra xem là họ có mặc đầy đủ đồng phục thường khắc phục hay không. Khi đi làm nhiệm vụ cái thứ hai là phải nhìn cái mũ của họ, nhìn cái dây eo của họ, nhìn cái vịt của họ, nhìn tất cả giày. Và sau đấy thì yêu cầu là phải trình giấy tờ. Phải chứng minh rằng mình vi phạm luật giao thông rồi chứ. Trước khi chưa phải chứng minh thì anh phải chứng minh là anh còn không phải anh dừng cái kiểu gì dừng. Anh dừng tôi không đeo anh cũng được, không được dừng tôi. Cái tờ đó là mà anh dạ tranh ráo nó. Chị nói mà anh dạ tranh à? Chứ còn bảo cái thẻ này với cái áo này xin lỗi anh tôi mua đây. Tôi thích cái in được. Nhưng anh phải có giấy đi làm nhiệm vụ. Thôi được hả chị? Chào nó, để cho mát thế. Không. Cho cái con rớt á. Tôi bắt phải xin lỗi tôi. Bắt phải xin lỗi tôi. Nếu chị này đi vi phạm ở chỗ nào thì chứng minh được giấy tờ. Đây chứng minh tham gia giao thông thì tất cả người dân. Đây là tuyến tỉnh lộ. Cái này chúng tôi tham gia tuần. Tôi không làm việc với anh Trương gì đây, nhá. Cho nên là thành thử là chứng rồi. Nhưng mà tôi hỏi anh, chị này vi phạm luật gì, vi phạm giao thông Việt Nam. Chúng tôi tuần tra kiểm tra bình thường. Đây. Không phải khỏi chuyện đây. Khi anh không phá, không vi phạm luật giao thông vẫn có thể đi lại được với điều kiện là công an phải ở chuyện đây. Còn nếu công an không bỏ chuyện đây thì anh làm như thế này. Rồi kế hoạch chuyện đây làm như thế này có tên tuổi đàng hoàng. Chuyện đây ở đâu? Tên tuổi chưa đủ bởi vì về luật của anh, luật quy định đó là anh tuổi của anh quy định đó là các anh đi làm nhiệm vụ á.